Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Và chào mừng các bạn đến với việc nằm hoa của mình. Hôm nay mình nằm ống hoa 5 cánh như thế này. Mình dùng hạt cườm để trang trí cái phần nhị hoa. Các bạn thích thì vào nằm cùng với mình nhé. Các bạn chuẩn bị len hoặc sợi tùy ý các bạn, kim móc. Kim móc cũng phù hợp với cái sợi của bạn dùng nhé. Một cái kéo để cắt len. Một cái kim khâu len. Và các bạn cần chuẩn bị kim khâu, kim chỉ ấy. Nếu các bạn thích trang trí hạt cườm thì các bạn chuẩn bị cho mình hạt cườm nữa. Và chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn cầm sợi lên tay. Hôm nay mình dùng bằng len. Len của mình có kích cỡ là 2mm. Và mình dùng cái kim với cái đầu là 3.0mm. Các bạn cầm sợi lên tay này, cầm len lên tay này, cầm dư ra một đoạn nhé. Các bạn cuốn len vào ngón tay, kẹp ngón tay út lại. Các bạn đưa kim móc đi qua cái vòng tròn này nhé. Các bạn kéo cái sợi này qua vòng tròn này, rút lên trên. Các bạn buông tay ra rồi móc vào đây một mũi. Ta được một mũi móc trên cái vòng tròn này nhé. Tiếp tục các bạn móc cho mình hai mũi tiếp theo. Một, hai mũi. Mũi này gọi là mũi móc xích đấy. Các bạn lấy mũi giả quay vào vòng tròn và đưa lên cao. Bạn kéo cao lên nhé. Kéo cao lên bằng với cái dây xích mình đã móc được đấy nhé. Kéo cao lên này, một lần này, hai lần này, ba lần này. Các bạn kéo bằng nhau nhé. Bốn lần này, năm lần này, sáu lần này, 7, 8 lần nhé. Các bạn kéo quay kim này. Các bạn kéo cái sợi này được một nửa nhé. Đó. Các bạn này rút tiếp. Đó. Rút nằm 2 lần nhé. Các bạn này quay kim, lấy sợi và kéo qua. Đó, bây giờ ta được một cái chùm như thế này. Bây giờ các bạn quay kim, lấy mũi giả và móc vào cái mũi này nhé. Một mũi nửa kép, kéo qua. Lại kéo qua mũi nửa kép tiếp theo. Hai mũi. Các bạn thực hiện vào đây 7 mũi nhé. 3, 4, 5, 6, 7 mũi. 7 mũi nửa kép. Các bạn rút bớt cái đi. Cái vòng tròn này nhỏ bớt, nhỏ không phải nhỏ hết nhé, vẫn còn để rộng nhé. Các bạn quay kim, lấy mũi giả móc vào cái ô tròn này, tiếp tục một mũi móc kép, rút một lần qua hai sợi len, rút lần thứ hai qua hai sợi len, quay mũi giả cắm xuống cái vòng này, nâng nó lên đủ cao với cái mũi móc kép. Tiếp tục ta móc vào đây
8 mũi, tổng cộng 8 mũi nhé, được 2 mũi rồi. 3, các bạn kéo dư lên nhé. 4, 5, 6, 7, 8 lần. Các bạn kéo rút bớt này, đấy. Xong này rút qua 2 lần nhé. Một lần nửa cái chùm này nhé. Qua 4 mũi, rồi này tiếp tục qua hết, rút hết. Đó, sẽ được hai cái cánh hoa ở bên trong như thế này. Và tiếp tục móc vào đây một mũi. Rồi lấy mũi giả, các bạn lại quay kim xuống đây. Kéo lên. Móc vào đây một mũi nửa kép thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Nửa kép thứ 4. Thứ 5. 6. 7. 7 mũi nửa kép nhé. Các bạn này quay kim, lấy mũi giả này móc xuống dưới, cái vòng tròn này nhá, kéo lên và móc vào đây một mũi móc kép và tiếp tục quay kim lấy mũi giả và lại rút lên ngang bằng với mũi kép. Một lần, hai lần, lấy mũi giả này, cắm kim này, quay lên này, ba lần này, bốn lần này, rút bằng nhá. 5 lần này, 6 lần, 7 lần, 8 lần. Các bạn hãy rút nửa nhé, rút một nửa, một chùm này có 8 cái mũi như thế thì rút một nửa, chia làm 2 lần rút. Rút tiếp lần 2 và móc đây một mũi. Đó, bạn lại quay kim lấy mũi giả và móc vào cái dây này nhé. Ở đây có cái dây đấy, đấy, móc vào đây một mũi kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ nhất, nửa kép thứ hai, nửa kép thứ ba, nửa kép thứ tư, nửa kép thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. 7 mũi nửa kép đó. Bây giờ ta được 3 cánh hoa trên cái ô này rồi. Tiếp tục nhé. Các bạn này lấy mũi giả, quay kim và móc vào cái vòng tròn này một mũi kép. Rồi lại đến lấy mũi giả, quay kim, kéo lên một lần thứ nhất, lần thứ hai. Các bạn giữ cái ngón tay vào này dễ hơn này. Lần thứ ba, đấy, giữ ngón tay này. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, lần thứ tám. Và này rút hai lần. Một lần thứ nhất qua nửa cái chùm này, lần thứ hai rút hết, quay kim, rút một mũi, lấy mũi giả và móc cái chùm này, kéo lên một mũi nửa kép, hai mũi nửa kép, ba mũi,
4 mũi nửa kép, 5 mũi nửa kép, 6 mũi nửa kép. Và đến mũi thứ 7 nhé. Bảy mũi nửa kép. Và bây giờ mình còn một cành nữa. Bạn quay kim lấy mũi giả và móc vào đây một mũi móc kép. Và tiếp tục lấy mũi giả, quay kim, đưa vào vòng tròn, kéo len lên ngang bằng với mũi kép. Và tiếp tục các bạn quay như thế 8 lần, 2 rồi này, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn ấy rút qua 2 lần nhé, một lần đến nửa thôi nhé. Đấy. Lần thứ 2 rút hết, móc vào đây một mũi, lấy mũi giả và tiếp tục móc vào cái chùm này 7 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6 7 mũi. Và bây giờ mình cắm kim vào cái đỉnh của cái sang cái bên này, cái cạnh nhé, cái cạnh như quên vào cái đỉnh, cái cạnh của cái cánh hoa đầu tiên đấy mà mình tạo ra đây, cắm ở đây đi qua 2 sợi nhé. Bạn rút đây, kéo qua 2 cái sợi đấy, kéo len qua 2 sợi này, rồi qua tiếp một sợi còn lại đó. Bây giờ ta thực hiện rút cái dây này nhé, rút cái dây của cái mũi tạo đầu tiên ấy, tạo cái vòng tròn đầu tiên ấy, rút bớt nó nhỏ lại. Sẽ được một bông hoa như thế này. Các bạn rút tiếp nhé, cho nó nhỏ bớt. Đấy. Cho nó khép bớt vào. Bây giờ ta tiến hành là cắt bỏ bớt cái sợi này đi. Các bạn cắt dư ra nhé. Rút len lên. Ta dùng cái kim khâu ấy, kim khâu len. Ta lùa sợi len vào. Bạn giấu len này. Bạn quành ra đây nhé. Đưa kim ra đây. Các bạn cắm kim vào đây. Đấy, ta được một mũi giống hệt, không bị lộ chỉ nhá. Bây giờ ta tiến hành giấu len. Và đi qua đằng sau nhé, lật cái đằng sau bông hoa ra và giấu len ở đằng sau này. Này mình cũng giấu được nhiều rồi, giờ cắt vào bớt đi. Rút bớt cái bông hoa cho nó khép bớt lại. Đấy. Bây giờ ta lại giấu tiếp cái dây này nhé.
Bây giờ mình dùng kim và khâu cái phần nhị vào. Mình thực hiện xong bông hoa 5 cành và có cái phần nhị như thế này. Các bạn làm được thì gửi tin xuống cái phần bình luận cho mình biết với nhé. Chúc các bạn thành công. Nhà hoa của mình đã xong rồi. Xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn.